Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về phần share Facebook nữa ha. Thì ở đây mình đã share cái này coi như là cái nút share cho cái danh mục đó ha. Ví dụ như cái sản phẩm thì các bạn làm tương tự đó, tương tự như tin tức. Thì ở đây mình sẽ share bài viết vào một cái chi tiết bài viết và một cái chi tiết sản phẩm. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn là chi tiết bài viết trước. Thì các bạn mở lại cho mình cái suột lên. Ở cái phần list post nè, thì các bạn cũng có thể gì mỗi cái bài viết là một cái LI này như thế này, thì các bạn có thể là đặt cái share ở dưới cái LI cũng được nè. Nhưng mà mình nghĩ là nên vào chi tiết của bài viết và mình sẽ để cái nút share trên đây nè. Đọc xong rồi thì thấy hay thì mới share ha, đó ví dụ vậy. Đợi mình sẽ để cái list post, mình sẽ vào cái detail post nè các bạn. Thì ở đây cái detail post này bây giờ mình sẽ cái lời tiếp ha, mình sẽ cho một cái lời mình qua lại list post nè. List post mình copy cái lời share ha, đó mặc định qua bên detail này, pass ra. Nào mình pass ra thì có được, mình sẽ có được cái nút chia sẻ đây như thế này nè, chia sẻ bài viết như thế này. Hoặc các bạn cũng có thể là để cái nút chia sẻ bài viết này. Bây giờ mình sẽ cho nó khác tí xíu ha, nó sẽ nằm dưới cái thằng title, title post ha, nó sẽ nằm dưới đây. Rồi cái nút chia sẻ nó sẽ nằm dưới đây ha. Rồi đây, thì cái nút chia sẻ này bây giờ các bạn sẽ bây giờ mình sẽ cần Ctrl U ở cái chi tiết bài viết nè, những cái meta hoặc là những cái description cũng như image thì nó sẽ không hiểu, nó bị lỗi nè các bạn nè. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cái post tin tức nè, ở cái phần chi tiết tin nè, các bạn copy những cái cell này xuống dưới cho mình ha. Cell này tại vì chi tiết tin này nó sẽ là một cái function khác nè, nó một function khác đó, cho nên là mỗi function là điều khiển mỗi trang ha, điều khiển mỗi trang cũng như là gọi controller và model mỗi trang. Cho nên là các bạn phải gì, phải ghi như thế này, phải làm như thế này đó. Thì cái title này bây giờ mình sẽ có được ở post by ID đúng không? Bây giờ mình sẽ for each, mình sẽ for each cái data này các bạn. Add key suy ra value ha, value trời. Thì cái for each này bây giờ mình sẽ copy xuống cái này, copy xuống dưới đây. Ở trong cái này bây giờ mình đã có gì, post by ID có nghĩa là lấy cái bài viết dựa vào cái ID đó ha. Thì mình đã có tất cả các dữ liệu rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉ việc lấy cái dữ liệu đó ra thôi. Thì cái dữ liệu đầu tiên, cái title là cái title post ha, title post. Rồi bây giờ mình sẽ suy ra value. Title title post ha. À quên mất, nó phải nằm trong đây chứ. Rồi, ok, title post. Xem lại ha. Rồi, ok, tiếp tục là mô tả của bài viết ha, mô tả bài viết là content. Bây giờ là content post. Mình sẽ copy cái content post này. Mình sẽ thay đổi lại cái value ha. Rồi, thì cái content post này, cái mô tả bài viết mình không có ha, mô tả bài viết mình không có. Cho nên mình sẽ sử dụng giống như cái thằng list post này là substring các bạn, substring. Đây substring content post này, các bạn copy cái này ha. Mình sẽ copy cái này, mình sẽ lấy là 500 ký tự. Qua bên details tin tức chứ. Rồi, suy ra đây. Ở đây mình sẽ đây là value, ở đây mình sẽ lấy 200 ký tự thôi ha các bạn, 200 ký tự. Rồi cái hình ảnh thì mình mặc định mình sẽ có hình ảnh ha. Hình ảnh bây giờ mình sẽ coi lại bên thân details hình ảnh image, upload public upload post. Rồi image post ha. Rồi mình sẽ copy cái thằng này ra đây ha. Upload public post. Rồi ở đây mình sẽ có là nối thêm, nối thêm value ha, value rồi image post.
cái cột là image post ha. Rồi ok. Thì bây giờ mình đã có được gì? Title, text, image. Bây giờ mình sẽ thử quay lại mình refresh. Không xác định được list. Dòng 69, tin tức 69. Đây. List lock title. Syntax. À đây ha, mình thiếu hai dấu này. Đó, ok, refresh. Đó. Thì bây giờ mình nhấn Ctrl U nè. Nó vẫn thiếu dữ liệu ha. 22. Nó bị lỗi chỗ này nè các bạn. À, cái post by ID này là mình sẽ lấy bài viết dựa vào cái ID của cái danh mục ha. Đó. Mà ở đây là cái gì? Cái trang chi tiết của mình, trang chi tiết của mình. Cho nên là mình sẽ gì các bạn? Mình sẽ dịch chuyển cái print này xuống thằng detail mình có ở đây luôn rồi các bạn. Nào, mình chỉ việc là gì? Cut cái thằng này xuống dưới đây thôi. Rồi. Đây mới chính là lấy ra gì? Detail spot nè. Đó, là lấy ra chi tiết của một bài viết nè ha. Bây giờ mình sẽ thay đổi những cái này. Rồi, ok. Thì sau khi mình thay đổi xong rồi, bây giờ mình sẽ copy qua lại cái thằng hot tin tức luôn ha. Rồi. Rồi, ok. Detail spot mình cũng có luôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử share thử ha. Sau khi các bạn lấy xong rồi. Bây giờ mình sẽ up lên lại. Rồi, ok. Mình sẽ quay lại đi. Localhost thì mình share mặc định nó sẽ không cho ha. Bây giờ mình đã up lên rồi thì mình share thử ha. Các bạn cứ làm như như mình ha. Localhost thì mặc định nó sẽ hiện ra. Bây giờ mình sẽ xem coi. Đây, nó vẫn chưa lấy được luôn các bạn, nó vẫn chưa lấy được luôn. Trên hot, đây, trên hot nó lấy được rồi nè các bạn. Đó, description của mình nó đã lấy được luôn ha, trên hot của mình đã lấy được luôn nè. Đó, mà không hiểu sao trên refresh, trên đây nó lấy được luôn rồi các bạn. Nãy mình quên refresh, bây giờ mình vẫn chia sẻ. Thì cục bộ nó chỉ là bao nhiêu đây thôi các bạn ha, cục bộ nó chỉ là nhiêu đây thôi, nó lấy được cái tên miền thôi ha, mặc định Facebook nó chia sẻ cho chia sẻ nếu mà ở chế độ nhà phát triển ha. Bây giờ mình tự nhấn gì chia sẻ này coi, rồi nó sẽ như thế này ha các bạn. Hình ảnh thì mặc định nó chưa lấy được nè, cái description hiện tại nó đang bị lỗi nè, nhờ vô địch title lấy được rồi ha. Description. Bây giờ mình sẽ xem cái description. Đây, description của mình là nó đang hiện tại đang bị lỗi nè. Không sao cả ha. Cái description này các bạn cũng có thể thay đổi cái description của cái bài viết ha, của bài viết. Mô tả. Các bạn có thể là cho cái gì? Cho mô tả vào ha. Có thể là cho mô tả vào. Thì ở đây mặc định nó sẽ bị hiện tại nó đang bị lỗi ha, bị lỗi substring. Rồi không, bây giờ các bạn sẽ cho cái title title không đi ha. Title không. Rồi. Rồi. Cho để description. À quên, mình up up lên nữa chứ. Rồi. Refresh lại. À ở đây nó hiện nguyên cái nội dung luôn nè. Đó. Substring đi ha, substring để state. Đây. Chia sẻ. Ok, ở đây nó không, nó chưa lấy được hình ảnh. Đây đây là cái hình ảnh của mình nè các bạn. Mình sẽ xem ha. Image blog post nó lag lâu, hiện tại là chứng minh là nó đang bị lỗi các bạn ha, nó lag lâu chứng minh nó đang bị lỗi. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại ha. Trong cái cục bộ của mình, việc mà đã lấy được hình ảnh chưa, bây giờ mình sẽ check thử. À không tìm được, có nghĩa là đường dẫn đang hiện tại bị sai nè, public nè.
phải xịt ha, phải xịt public. Rồi bây giờ mình sẽ xịt public. Rồi, cũng tương tự tin tức bên này luôn. Đây bây giờ mình sửa sửa lại ha. Rồi ok, chắc lấy đúng rồi các bạn. Đó, lấy đúng ha, sọp đây. Rồi. Rồi ok, sọp. Giờ mình chia sẻ nè, chia sẻ ha. Đây nó chưa thay đổi logo, hiện tại nó chưa thay đổi. Chắc nó vẫn còn lưu lại cái cache cũ ha. Ra chia sẻ. À đây nó yêu cầu mình đăng nhập. Các bạn vào lại cho mình cái suộc của mình. Ở cái phần header bây giờ mình sẽ xóa những cái này đi ha. Đây Facebook ID đi ha. Rồi xóa đi. Ở đây tin tức header của mình. Đây mình cũng xóa cái thằng này đi ha. Cái này là của cái op cũ, tránh nó diệt việc nó trùng lập ha các bạn. Trùng lập. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ click vào xe lại ha. Đây nó vẫn nhận cái logo nè. Đó, nhận cái logo. Bây giờ mình sẽ xem Facebook debug ha. Còn nó như thế nào, gọi lỗi nè. Đây, thì mặc định nó ở trên gì? Ở trên đây nó còn lưu cái cache cũ các bạn, cho nên là nó không có chạy được. Bây giờ các bạn sử dụng công cụ Facebook debug nè. Đó, nó sẽ chạy đúng nè các bạn. Ha, như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ qua một cái bài khác đi. Đây ha. Rồi, bài 13 nè. Mình sẽ sử dụng công cụ debug gỡ lỗi. Đây ha, này nó chạy đúng rồi các bạn. Đó, đây nó chạy đúng ha. Đó. Rồi, kế tiếp cái bài này ha. Hướng dẫn Sebrapin, Sebrapin gì đó. Ok, bài này nó chạy rất là đẹp ha các bạn. Đó. Đó thì tùy theo cái bài mà các bạn mô tả đồ này nọ ha. Nó sẽ chạy ok, chia sẻ. Cái này nó không ra hình ảnh nè. Đó, này nó vẫn ra cái hình ảnh cũ nè. Đang bị lỗi nè ha. Lỗi cái description các bạn. Nó bị lỗi description. Thì đây ví dụ như các bạn, mình sẽ không cho cái description luôn ha. Description này bị lỗi. Mình sẽ không cho cái description luôn. Hiện tại mình sẽ cho description bằng rỗng luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ description bằng rỗng luôn ha. Đây, chia sẻ. Đây nó vẫn còn lưu cái cache cũ ha. Lưu cache cũ cho nên nó vẫn còn bị lỗi nè các bạn. Đó. Có những cái bài xe rất là đẹp, có những cái bài xe nó hơi bị xấu do cái phần copy nội dung của mình đó các bạn. Đây. Đó. Bài rất là đẹp ha, đầy đủ thế giới manga vậy đó, xe. Rồi. Đó thì các bạn cứ việc share lên Facebook hoặc là cái trang các bạn quản lý ha, bằng cách là chọn trên đây chia sẻ bản tin hoặc tin bạn quản lý đó. Rồi sau khi chia sẻ bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp. Đó. Thì các bạn cứ việc chia sẻ tin tức mà các bạn hàng ngày trên cái trang của bạn hoặc là trên cái bản tin của bạn ha. Cũng như là sản phẩm ha. Các bạn chỉ việc làm y chang sản phẩm thì ở đây tất cả sản phẩm thì các bạn làm y chang như là tất cả bài viết ha, tất cả tin tức chứ, tất cả bài viết. Rồi cái chi tiết của một cái sản phẩm á, cái này mình chưa ghi chi tiết cho nó nè, như trang chủ đây thì ở đây thì chi tiết của nó thì các bạn có thể là đặt cái nút share ở đây ha. Thì mọi thứ ở trang chi tiết sản phẩm này nó đã được lấy được ở bên cái phần sản phẩm này ha. Ở chi tiết sản phẩm nè, các bạn chỉ việc là for each. À ở đây mình for each luôn ha.
Đây mình qua lại tin tức nè, mình sẽ tin tức đúng không? Bây giờ mình sẽ copy cái phần này xuống cái thằng sản phẩm này ha. Mình sẽ không đích mô tả sản phẩm, mình sẽ cho là rỗng luôn. Rồi như mình có mô tả sản phẩm thì phải, phần này phần mô tả sản phẩm thì phải. Bây giờ mình sẽ quay lại cái trang view details product list product nè, nó sẽ có phần mô tả ha các bạn. Đây, dashboard nè, dashboard nè các bạn. Đó. Rồi thì mình lấy là dashboard ha. Đó, rồi cái hình ảnh thì mình sẽ xem lại là detail post là mình có được rồi nè. Bây giờ mình sẽ xem lại detail products. Thì cột nó là image product. Này, image product và cái title của nó là như là title product thì phải. Bây giờ mình thử thêm lại thử ha. Sản phẩm nè, title product. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ ra cái trang chi tiết sản phẩm control ở đây chứ. Rồi, chi tiết sản phẩm ha, control U lên. Đây nè các bạn, nó lấy được rồi các bạn. Post a blog. Bây giờ mình sẽ cho là product. Sửa lại product ha. Rồi, Saitama. Ok, đầy đủ ha các bạn. Đây là cái title của nó nè, cái description. Description của nó ha. Rồi sau đó các bạn quay lại cho mình detail post nè, copy cái link này ha, cái deep chia sẻ này. Mình sẽ cho nó nằm ở dưới nằm nằm trên LI này đi ha. À không, mình sẽ cho nó nằm ở dưới dưới mua hàng này ha, dưới cái mua hàng nằm ở tab đây, gọi ngay mua hàng ha, nó sẽ nằm dưới cái layer này. Rồi nó sẽ như thế này ha. Giờ mình sẽ refresh. Ồ, cái nút chia sẻ đâu ta? Sẽ cho nó nằm ở trong cái mua ngay nè, deep clear, nằm trong tay A này luôn ha, tùy theo vị trí mà các bạn đặt đây ha. À đây, quên mất, nó nằm ở đây chứ. Đây, chia sẻ nè các bạn ha, nút chia sẻ ở đây. Thì ở đây các bạn cũng có thể cho mình một cái thẻ B ở đây để cho nó xuống hàng ha. Thẻ B ở đây. Rồi. Đó, chia sẻ ở đây. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái nút chia sẻ này ở trên hot của mình ha. Detail product. Copy nguyên cái thẻ B này. À, từ cái này chứ, cái link này ha, ở tại thẻ B, sau đó bay qua detail product. Đây. Rồi. Tiếp tục. Product controller, sản phẩm chứ, sản phẩm chứ. Rồi, tin tức mình xóa đi nè, cho nó bớt dễ nhìn ha, sản phẩm đây, sản phẩm đây. Rồi, copy nguyên cái ông nội này. Qua wow, bên sản phẩm này ha. Danh mục đây, ở dưới đây. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại này ha. Đây, rồi mình chia sẻ thử ha bạn. Đó. Thì khi chia sẻ nó sẽ được như thế này nè các bạn ha, chia sẻ lên Facebook. Đó. Thì cũng tương tự như những cái mô hình khác ha. Đó, ví dụ như cái mô hình này đi, Naruto My Guide chia sẻ. Đó, thì chia sẻ sản phẩm và bài viết thì chỉ có vậy thôi các bạn. Đó, mặc định mình sẽ đó, rất là đẹp ha các bạn, nó sẽ như thế này. Rồi, đăng lên Facebook. Rồi sau đó mình sẽ mình sửa lại cái thằng chi tiết sản phẩm nè. Rồi ok, cái chi tiết nó ok. Bây giờ cái phần sản phẩm, tất cả sản phẩm này hiện tại nó đang bị lỗi nè, lỗi link. Lỗi link detail post list product. Cái thằng hát grep
blog product chi tiết sản phẩm chấm php list product mình sẽ copy lại cái link sản phẩm ha, chi tiết sản phẩm nè và cái product id qua cái list ở product sản phẩm php này mình sửa lại nè. Máy in antalat product title product đây, ok. Bây giờ còn lại là href new list product tất cả sản phẩm đây, ok. Giờ mình sẽ đăng lên lại. Chi tiết sản phẩm nằm đây chứ. Chi tiết sản phẩm đây. Rồi, ok. Được, ok ha. Đó, các bạn cứ việc là chia sẻ bình thường. Nếu mà cái link đầu tiên á nó bị lỗi á thì các bạn tắt đi và các bạn click vào chia sẻ một lần nữa ha, nó sẽ hiện cái link đúng. Đăng lên Facebook. Đó.